Xin chào các bạn học sinh lớp 3. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đoạn văn kể về việc em giữ lời hứa. Nội dung như sau. Mỗi khi vào đầu năm học mới, em hứa với ông nội sẽ cố gắng học tập tốt để đạt kết quả cao. Hàng ngày, em đến lớp học đúng giờ và đầy đủ. Trong tiết học, em luôn chăm chú nghe giảng. Chỗ nào chưa hiểu, em hỏi lại thầy cô luôn. Buổi tối, em sẽ làm bài tập và đọc trước bài mới. Đến kỳ thi, em ôn tập lại toàn bộ kiến thức. Kết quả thi của em rất tốt và em đã đạt học sinh xuất sắc. Ông nội khen ngợi em và thưởng cho em một chuyến du lịch biển. Em cảm thấy vui vẻ lắm. Trên đây, cô vừa hướng dẫn các bạn học sinh lớp 3 cách viết đoạn văn kể về việc em giữ lời hứa. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.